Gặp chó dữ tấn công, người đàn ông bình tĩnh đi đường quyền khiến dân mạng phải gọi tên Bình Dương. Bởi đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống giở khóc giở cười của người đàn ông khi gặp hai con chó dữ. Theo đó, khi đến trước một nhà dân, người đàn ông này gặp hai con chó màu đen, trông chúng khá hung dữ. Khi thấy người đàn ông, hai chú chó liền lao đến vừa sủa vừa định nhảy vào cắn người đàn ông. Tuy nhiên, phản ứng của người đàn ông này khiến nhiều người khá bất ngờ. Thay vì hoảng sợ hay bỏ chạy, người đàn ông tỏ ra khá bình tĩnh và liên tục thể hiện các động tác võ thuật. Quả thực, chiêu này của người đàn ông có tác dụng, hai chú chó cũng có vẻ dè chừng người đàn ông này. Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Không biết rằng, người đàn ông phải đi đường quyền trong bao lâu mới thoát khỏi hai chú chó. Thế nhưng, đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước cách xử lý của người đàn ông. Số khác để lại bình luận hài hước theo phong cách độc lạ Bình Dương. Một ngày bình thường ở Bình Dương đây sao, xem chú đi đường quyền mà cười xỉu. Bài học cho mọi người đấy nhé, thấy chó dữ, hãy nhớ chiêu độc lạ của ông chú này nhé. Bảo đảm không bị chó cắn đâu.